Là một người từ năm gắn bó với nông nghiệp, Phạm Phùng Thúy Tiệp ở xa Ninh Dần, huyện Thanh Ba nhấn há rằng cứ gắn bó với nông nghiệp hay các con sẽ chẳng có việc ổn định. Với quyết tâm thay đổi cuộc sống cho gia đình để tạo công ăn việc làm cho các con, năm 1985 bà quyết định đi học để phát triển nghề là mình có. Bây giờ là cái chế độ bao cấp của nhà nước là các con học xong không có công ăn việc. Chơi chế độ bao cấp của nhà nước, các con học xong sẽ chẳng có công ăn việc làm. Mình hay ở quê gắn bó với mấy thằng nà hay các con sẽ thất nghiệp. Nên là tôi nghĩ ra một cái điều là người ta làm được thì mình cũng phải cố làm được. Và tôi đi học nghề làm cái mảnh cọ. Lúc mới đầu và tiếp phải đường đầu với chẳng oanh khó khăn, đặc biệt do xứ thầy tôi của thị trường xuất nhập khẩu rèn hàng hóa để sản xuất cỏ từ lúc tương xứng như bí đình chế. Chính sự kiên trì đến nỗ lực hết mình đã giúp bà vượt qua giai đoạn khó khăn ý. Sau khi đi học nghề làm mảnh cọ thì tôi làm xuất khẩu cho Liên Xô được vài bốn năm gì đấy. Xuất khẩu cho Liên Xô ăn 3 năm hay báo chẳng nhấn hàng mèn. Lúc ý khó khăn thực sự mày họ cứ là. Không xuất khẩu cho Liên Xô tôi cứ làm. Lúc ý bà con tiêu dùng nó chưa hiểu nhiều về cái mảnh cọ. Thế như dần dần mình cứ làm cứ bán thì họ mua về dùng thấy có lợi ích và nó hợp với túi tiền của người nông dân Việt Nam. Thì như vậy là bắt đầu tôi lại phát triển khẩn trương. Nhiều năm đầu tê sản xuất mảnh mùn và tiếp sử dụng nguồn nguyên liệu thân cỏ tán quyền bền. Thâu mất hết sàn hay nguồn nguyên liệu cũng chẳng còn từ để sang đáp ứng án chất lượng sản phẩm. Tê có án nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng để lô xài và ta thọc tỉnh với vùng nguyên liệu ở các tỉnh bán như Yên Bái, Thái Nguyên. Cái lúc cái khó khăn nhất của tôi là tìm nguyên liệu. Không biết nguyên liệu ở đâu nó có. Nguồn nguyên liệu cũng chẳng có từ tỉnh mức thôi. Là mà đến mức độ lại là cuồn bấu phai tỉnh tán lô có ngồi tới tỉnh lấy hàng. Người ta còn chờ dệt ra. Ý còn họ quyết định thả Yên Bại, Thái Nguyên tê thọc nguồn nguyên liệu. Bây giờ là mẹ con tôi phải đi từ bên này sang Yên Bái, sang Thái Nguyên. Tìm lùng cái nguyên liệu rất là vất vả. Bởi nắm đầu sản xuất, ca khâu bơ chế biển, mảnh mùn thổ, tỉnh, chơ la hà thành phẩm đều là bằng phương pháp thủ công. Tiếp đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiệp mánh dán đầu tư hệ thống máy móc để còn quá trình sản xuất. Cước là thủ công hay tay hoài người thớ phải vất tư thời gian. Chứ này nhờ có sự hỗ trợ của máy móc vào các khâu như con lạch, tánh mảnh, khâu viền hay quá trình sản xuất. Mảnh mùn ta tiết kiệm án thời gian, công sức món lao động để tăng năng suất lao động. Sản phẩm là hà lại đẹp để đáp ứng án yêu cầu của người sử dụng. Vợ xứ cẩn thận để tỉ mỉ còn từng sản phẩm. Lại theo chơ bọt sổng ạn xò chón để phẩm loại để tấn dũng để từ sản phẩm khác ra. Theo bắt tiếp, việc xò chón nàn, cỏ, ý nghĩa rất to còn việc táo rèn chất lượng sản phẩm, đặc biệt là với sản phẩm có chất lượng cao. Cái nan vót xong thì yêu cầu của nó là phải tròn nan và nhẵn bụng. Chuyên bơ bòi thầy tháng làm mảy là một ngày bằng mượn công nhân bòi băng thầy. Lại bòi sống yêu cầu phai còn tèo. Chờ xò chón cần chú ý đã là bò tê thành bộn loái. Loái một là bơi cải nộn mùn dùng tê tài bơi manh có chất lượng cao. Còn cái loại thứ ba là để tận dụng để mà giúp cho những người nuôi gà, người ta làm cho nó ổ gà cho nó ấm. Thâu tư nằm là nghề và tiệp nhấn hà rằng tê cánh sành với các sản phẩm triệu trúc nhập ngoái tê đáp ứng thôi hờn mèn nhu cầu món tiêu dùng hay việc nâng cao chất lượng.
để tỉnh tiến xuống Phương San Phong có ý nghĩa quyết định. Ngậm là la, và quyết định tiếp tục đầu tư máy móc cải tiến bơi hán trẻ của mảnh mùn truyền thống. Mình phải nghĩ làm thế nào để cái mảnh mình nó có hiệu quả và có chất lượng. Thì bắt đầu tôi mình phải ngậm lắp bò tên là hà sản phẩm, mình là hà có hiệu quả đến chất lượng. Bắt đầu họ là đó là hai bọn con tôi phải hầu đi viên. May 10 Hà Nội vào đấy mua lại cái máy khâu này từ năm 2003. Tôi thổ ngay càng nồng cào, thị trường cũng ngay mắt thấy tôi. Đây có bơi sản phẩm mảnh mùn phong phụ với loại hình để tiến ích con quả trình sử dụng. Ngoài làm mảnh mùn truyền thống, ta tiếp con đầu tư thêm hàn mảy tê la mảnh gần hường. Vậy ta, mảnh mùn vẫn có lô trong hình thị trường, bơi tội yêu thể vộn cỏ quân ạ. Thì thứ nhất là tận dụng được cái nguyên liệu trên rừng. Cái nguyên liệu này nếu không đem đi dệt mảnh thứ nhất là tận dụng ăn với nguyên liệu tự nhiên. Thứ hai là nào? Cái thứ hai, cái nguyên liệu này không ngâm hóa chất, không làm bao quan cái gì về hóa chất cả. Mà từ cái cẳng tự nhiên, cái cẳng cọ, cái nan cọ tự nhiên trên rừng. Với sự nỗ lực năm 2010, phát tiếp thành lập hợp tác xã mảnh mùn để duy trì việc là thường xuyên, ôn đính cho tư lao động. Sản phẩm mảnh mùn của gia đình phả án người tiêu dùng ghi nhấn. Ban thân phai nhấn ảnh tư băng khen dạy khen con phóng trao phát triển kinh tế của quyền bền. Đặc biệt năm 2010, phả án nhấn băng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về có thành tích xuất sắc con phóng trao thi đua yêu nước giải đoán 2015-2010 và vượt thành một con quê tập vườn là kinh tế tiêu biểu của huyện Thành Bà còn từ năm này. Tổng doanh thu mỗi năm của chúng tôi là tổng doanh thu khoảng độ tỷ 3. Thu nhập mỗi năm khoảng chi phí thì rồi còn độ 3-4 triệu. Trừ chi phí, họ thu về của các thứ tôn. Lãi suất còn được bấy nhiêu. Nhưng trong những năm qua thì cái mô hình này phải nói là phát triển rất là tốt. Thứ nhất là thu tất cả tận dụng cái nguyên liệu. Phát tiếp là hướng năng kinh tế soi của xa. Từ năm vừa rồi, bà chẳng nhìn táo việc là cho các con cũng bà và con táo việc là cho tư lao động của quyền bền. Việc làm cho người lao động có công an việc làm thường xuyên và tạo thu nhập cho phát triển kinh tế xã hội. Với quyết tâm để hỗ trợ nỗ lực vượt khó, bà Phùng Thị Tiệp chẳng chỉ vươn lên lá trầu, táo cùng ăn việc là cho món lao động mà bà con táng có phần cùng sức tâm huyết bù cũng như phát triển nghề dệt mảnh mùn truyền thống của quyền bền Phú Thọ.